Trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, vào quân đội sẽ cấp phát những quân tư trang gì? Khi vào môi trường quân ngũ thì anh em sẽ được cấp phát toàn bộ quân tư trang còn lại nha anh em. Đặc biệt cái quân tư trang và cái vật dụng mà anh em sẽ được cấp phát đầu tiên đó chính là chiếc giường của mình. Nói chung là một ông giường trên, một ông giường dưới, giường tầng đó. Đó, mỗi người sẽ một giường. Trên cái giường đó thì người ta sẽ có gắn tên của anh em thuộc tên gì và thuộc tiểu đội mấy. Trên chiếc giường đó thì người ta sẽ bố trí một tấm chiếu, một cái nội vụ và một cái gối. Cái nội vụ đó là bao gồm là mùng và mền đó em. Anh em nói chung là nói là nội vụ vậy thôi chứ thật ra là đó là một cái mùng và một cái mền, một cái chăn để đắp và một cái mùng để cho muỗi nó khỏi vào đấy, thì đó là gọi là cái nội vụ. Và mỗi buổi sáng anh em khi thức dậy thì anh em gấp xếp cái mùng và cái màn đó sao cho nó thành một cái khối vuông vức nha, khối vuông vức giống như một cái hộp hình chữ nhật vậy đó, để người ta kiểm tra trật tự nội vụ vệ sinh nha, chứ không phải là quăng giống như ở ngoài thức dậy đâu nha, anh em lưu ý nha. Thì đó là cái mà anh em được cấp đầu tiên, và sau đó thì người ta cũng sẽ cấp thêm những đồ rằn ri nè, bình bình tông nè, tăng võng nè, các thứ nè. Nói chung là khi vào môi trường quân ngũ thì người ta sẽ cấp phát toàn bộ những cái quân tư trang còn lại cho anh em nha.